chào, mình là Yến Chi. Rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Thế Giới Bí Ẩn. 10 món quà khủng khó tin mà tỷ phú mua cho con cái. Cha mẹ luôn muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất, đặc biệt là những dịp lễ Tết hay sinh nhật. Những món quà khủng hội con nhà giàu trên thế giới chia sẻ trên khắp mạng xã hội khiến nhiều người phải hoa mắt ngưỡng mộ. Hãy theo dõi video này để biết những món quà đó là gì nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Thế Giới Bí Ẩn nào. Tạm biệt. Miley Cyrus được bố mua tặng mô tô 3 bánh 25.000 USD, hơn 500 triệu đồng. Nổi tiếng với phong cách nổi loạn, nữ ca sĩ Miley Cyrus luôn thu hút mọi sự chú ý mỗi khi mà lên sân khấu, cũng như là xuất hiện trên đường phố. Tuy còn rất trẻ, nhưng Miley đã sở hữu khá nhiều xe hạng sang đặc tiền như MC Lawrence 12C, Mercedes-Benz SL550 Roadster và CLK 550 Cabriolet hay Smart nhỏ xinh. Miley Cyrus cũng được ông bố yêu quý là Billy Ray Cyrus tặng cho chiếc Kamam Spider như là một trong những món quà sinh nhật tuổi 21 vào cuối năm 2013. Được biết là ông Cyrus đã bỏ ra số tiền khoảng 25.000 USD, là hơn 500 triệu đồng, để có thể mua được chiếc Kamam Spider làm quà cho cô gái xinh đẹp và cá tính. Trên chiếc xe khắc chữ MC được viết tắt tên của Miley Cyrus, món quà rất hợp với phong cách nổi loạn và mạnh mẽ của Miley. Tuy nhiên, hiếm khi người ta thấy được Miley đi trên chiếc xe ba bánh đồ sộ ra phố. Suri Crew được mua cho ngôi nhà đồ chơi 24.000 USD, 560 triệu đồng. Suri Crew cũng là một trong những cái tên khiến công chúng choáng váng bởi cuộc sống nhung lụa ngay từ khi còn bé. Là một trong những con gái cưng của cặp đôi sao nổi tiếng là Tom Cruise với vợ cũ là Katie Holmes. Toàn bộ quần áo và đồ dùng của cô bé đều là hàng hiệu đắt tiền hoặc là được thiết kế độc quyền. Năm 2012, khi mà lựa chọn quà Giáng sinh cho con gái nhỏ 6 tuổi, thì ba mẹ trẻ Katie Holmes đã hào phóng chi tới 15.000 bảng Anh, là hơn 500 triệu đồng, để có thể mang về đặt trong vườn một ngôi nhà đồ chơi khổng lồ. Ngôi nhà nhỏ này có cả một khu vườn trồng cây cối, suối nước và đèn điện. Nhưng đáng nói hơn, đó là không phải món quà duy nhất mà Suri nhận được từ mẹ vào Giáng sinh này. Theo tờ The Sun, thì Suri có thể có thêm một iPad mini, một chiếc xe Mercedes-Benz phiên bản dành cho trẻ em trị giá 6.000 bảng Anh, hơn 200 triệu đồng, và cả một chiếc áo khoác lông của Chloe, một chiếc váy của Ralph Lauren mới bổ sung vào tủ quần áo hàng hiệu của cô bé. Beyoncé mua búp bê kim cương 80.000 USD, 1,85 tỷ tặng cho con gái. Beyoncé và Jay-Z được coi là cặp vợ chồng có mức thu nhập cao nhất trên thế giới trong giới giải trí hiện nay. Cụ thể, hai vợ chồng kiếm được 78 triệu USD, là hơn 1,6 nghìn tỷ Việt Nam đồng. Trong năm 2012, cặp đôi nghệ sĩ giàu sang này đã lên kế hoạch để tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con gái nhỏ từ nhiều tuần trước đó. Họ muốn sinh nhật đầu tiên của con mình sẽ tạo nên một giai điệu hoành tráng cho cuộc đời còn lại sau này của Blue Ivy. Cặp vợ chồng này đã tặng cho con gái mình một con búp bê Barbie được nặng kim cương trị giá 80.000 đô la cho ngày sinh nhật đầu tiên của cô. Beyoncé và Jay-Z đã đặt hàng thợ kim hoàng nổi tiếng ở New York và làm món quà đặc biệt này từ cuối tháng 11 năm 2012. Một con búp bê Barbie thuộc hàng đắt nhất trên thế giới, có nạm 160 viên kim cương điểm xuyến trang sức bằng vàng trắng. Northwest được mẹ tặng đôi bông tai kim cương trị giá 500.000 USD, khoảng 11 tỷ đồng. Một trong những kỷ lục về số quà cáp đắt đỏ mà con của sao Hollywood từng được nhận thuộc về cô bé Northwest, con gái của Kim Kardashian và Kanye West. Từ nhỏ thì Northwest đã được tặng vô số những món quà đáng mơ ước, xứng đáng với danh hiệu là cô công chúa được nuôi chiều từ trong trứng. Cục cưng của nhà Kardashian được tặng một đôi bông tai bằng kim cương nặng nửa carat trị giá 500.000 USD, khoảng 11 tỷ đồng trong ngày sinh nhật đầu tiên. Đây là một trong những sản phẩm của hãng Lauren Squad được thiết kế độc quyền dành riêng cho cô bé. Kim Kardashian là một trong những ngôi sao truyền hình thực tế giàu có nhất nhì trong làng giải trí của Hollywood. Vì thế, cô không tiếc tiền để đầu tư cho con gái Noah của mình những bộ sưu tập hàng hiệu với những thiết kế độc đáo. Phiên bản mini của chiếc Lamborghini giá khoảng 750.000 đô, khoảng 17,3 tỷ đồng. Mặc dù mới lọt lòng, nhưng con gái của cặp đôi Kanye West và Kim Kardashian đã sở hữu rất nhiều hàng hiệu với số tiền cũng rất khủng.
Ben West chắc chắn sẽ là một trong những ngôi sao nhí được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Hết bông tai kim cương vào Giáng sinh năm 2013, Norwest lại được tặng thêm một chiếc Lamborghini Mini. Được biết, chiếc xe được thiết kế theo đơn đặt hàng của Kanye West với toàn bộ chi tiết của xe giống hệt như chiếc xe của anh đang sở hữu. Trong những năm qua, thì Norwest còn nhận được vô số những món quà đắt đỏ từ ba mẹ, như là áo khoác Batman có 102, một viên ngọc trai màu hồng 400 carat, một ngôi nhà chơi được xây dựng trông giống như một biệt thự địa trung hải thu nhỏ, và siêu xe bổ sung vào loạt quà tặng cao cấp của cô bé. Từ khi mà mới lọt lòng mẹ được vài ngày, thì Norwest đã sở hữu được tủ quần áo đẳng cấp với hàng loạt các món hàng hiệu đắt tiền do chính các nhà mẫu gửi tặng. Việc có bố mẹ sành điệu như Kanye West và Kim Kardashian hẳn là lý do mà để Norwest bước chân vào lĩnh vực thời trang. Angelina Jolie và Brad Pitt xây công viên chụp ảnh cho con. Cặp đôi giàu có và quyền lực đầu tư chỗ chơi tuyệt vời cho các con ngay sân sau của dinh thự triệu đô tại Los Angeles của Mỹ. Trong khi mà các ông bố và mẹ khác thì thường e dè khi mà cho con chơi ván trượt, thì ông bà Smith lại khuyến khích điều này. Họ đã xây một công viên ván trượt ngay sau sân nhà ở Los Angeles, California ở Mỹ để cho các con thỏa sức với đam mê. Đây không phải là sân trượt bình thường mà là sân trượt chuyên nghiệp với đủ các tính năng. Cấu trúc này là tất cả những gì mà một người trực ván cần. Các đường đua, địa hình lôi lõm, thậm chí còn có cả những phần đệm mềm để nếu hứng chí quá mà bị văng ra ngoài thì những đứa trẻ cũng vẫn an toàn. Mặc dù giờ đây họ đã chia tay, nhưng các con của họ vẫn luôn được hưởng những đặc quyền xa hoa nhất và tình cảm yêu thương từ cha mẹ của mình. Tiểu thư Trung Quốc được mẹ tặng con đường riêng. Việc được mẹ cho 3,5 tỷ đồng để tiêu vặt thì hotgirl Trung Quốc khiến nhiều người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Chưa dừng lại ở đó thì cô gái này còn được mẹ tặng cho cả một con đường 100 tỷ đồng. Đó là Hàng Tiếu, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1994, là một trong những tiểu thư nổi tiếng thuộc thế hệ phú nhị đại, thế hệ giàu có thứ hai của Trung Quốc. Nhà có điều kiện, Hàng Tiếu thường xuyên khoe cuộc sống xa xỉ, nhung lụa như siêu xe, hàng hiệu của mình trên mạng xã hội, gây được rất nhiều sự chú ý. Cha của Hàng Tiếu là Hàng Bành Quân, được biết đến là một đại gia giàu nhất của Ninh Ba. Năm 24 tuổi, thì Hàng Tiếu được bố giúp đỡ để có thể trở thành đại diện hợp pháp của một công ty thương mại. Thực tế, con đường mà cô gái này được mẹ tặng chính là 16 cửa hàng mặt tiền trên con phố đông đúc, sầm uất. Tuy rằng Hàng Tiếu không để lộ ra địa điểm chính xác, không thể tính ra chính xác giá trị của con đường, nhưng cư dân mạng suy đoán, 16 cửa hàng mặt tiền tại nơi sầm uất có giá trị không dưới 100 triệu tệ, là khoảng vài trăm tỷ đồng. Căn nhà vệ sinh bằng vàng rồng. Đó là một trong những món quà kỳ lạ mà quốc vương Ả Rập Saudi tặng cho cô gái rượu của mình nhân ngày cưới. Căn nhà vệ sinh này có giá trị lên đến 30 triệu USD. Ngoài ra, ông cũng đã chi tới 30 triệu USD cho bộ trang phục của cô dâu, là bằng với số tiền mà làm căn nhà vệ sinh bằng vàng. Toàn bộ nhà vệ sinh được làm bằng vàng rồng, từ các bức tường cho đến bồn cầu và một số vật dụng bên trong. Đáng nói là căn nhà vệ sinh kể trên hoàn toàn trong suốt. Nếu nhận được món quà này, bạn sẽ tận hưởng ngồi trên cả đống vàng, mà cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng bạn có dám sử dụng chúng hay không khi mà toàn bộ nó đều trong suốt? Mừng cho con gái rượu Jennifer, 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học Stanford, thì tỷ phú của Microsoft đã bỏ ra gần 16 triệu USD để giúp sự nghiệp cưỡi ngựa chuyên nghiệp của con gái mình tiến xa hơn. Bill Gates đã tặng cho con gái mình một trang trại ngựa rộng 500.000m² ở North Salem, New York. Con gái cả của Bill Gates được biết đến là một trong những sinh viên xuất sắc khi mà vừa cân bằng được sự nghiệp cưỡi ngựa, vừa theo đuổi được việc nghiên cứu sinh học. Sau khi mà tốt nghiệp, thì Jennifer sẽ tập trung vào việc đua ngựa trong một năm, sau đó thì sẽ có kế hoạch theo học tiếp về y khoa. Jennifer theo đuổi môn thể thao cưỡi ngựa từ năm cô 6 tuổi. Sau khi mà học cưỡi ngựa cùng với bạn thân, thì cô nằm trong top những vận động viên cưỡi ngựa U25 ở Mỹ. Thành tích mới nhất mà con gái tỷ phú của Mỹ là cúp Lionel Guerin Hermes năm 2018, được quỹ cưỡi ngựa của Mỹ trao hồi tháng 1. Con gái của Tyrese được tặng cả một hòn đảo. Nam diễn viên Tyrese Gibson là một trong những nhân vật chủ chốt làm nên thành công của series phim Fast and Furious. Vì vậy, chẳng ngạc nhiên gì khi mà anh chàng sở hữu một khối tài sản lên tới 25 triệu USD, là khoảng 575 tỷ đồng. Với thu nhập khủng từ phim Fast and Furious,
khi Taris đã tặng cho con gái của mình là Sayla cả một hòn đảo vào năm cô bé 8 tuổi. Không chỉ là một trong những món quà tặng con, mà khối bất động sản này còn được cho là một trong những khoản đầu tư của Taris. Hòn đảo này được đặt tên là đảo tình yêu. Công chúng không rõ số tiền mà Taris bỏ ra là bao nhiêu, nhưng nhiều người dự đoán đây sẽ là một trong những cái giá không hề nhỏ chút nào. Tất nhiên, người ta không lấy giá trị những món quà là thước đo cho tình yêu của cha mẹ. Nhưng rõ ràng những ngôi sao hàng đầu này, họ chọn cách dễ nhất để thể hiện tình yêu của mình. Quả thật không hổ danh là con nhà sao, khi mà những cái tên này đã nhiều lần khiến truyền thông phải xôn xao bởi những món quà đắt tiền như thế. Trước nhiều ý kiến tiêu cực về độ chiếu con của những phụ huynh giàu có này, bạn nghĩ sao về những món quà đắt đỏ đó? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment ở phía bên dưới. Và đừng quên nhấn like, share cũng như là biểu tượng chuông vì chúng tôi sẽ còn quay lại với những video thú vị hơn nữa đấy. Xin chào và hẹn gặp lại!